Khởi Mi, nữ ca sĩ đa tài nói không với scandal, quyết định không sinh con, u40 vẫn trẻ trung như thiếu nữ. Hầu như vắng bóng trên sân khấu, Khởi Mi vẫn khiến khán giả nhớ đến vì tài năng và lối sống sạch nói không với scandal, tuy nhiên nhan sắc u40 của Khởi Mi mới là điều gây chú ý. Khởi Mi được xem là một trong những nữ ca sĩ đời tài năng đời đầu của showbiz Việt. Đặc biệt là thế hệ chính x không ai là không biết Khởi Mi. Giọng ca 1990 gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bản hit đình đám một thời như gửi cho anh, vì sao? Người yêu cũ. Giọng hát trong trẻo của Khởi Mi nhanh chóng trở thành là ca sĩ được đông đảo giới trẻ yêu thích nhất thời điểm ấy. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang chạm đến đỉnh cao, Khởi Mi bất ngờ tuyên bố kết hôn, kể từ thời điểm ấy, nữ ca sĩ không ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc mới nào và chỉ giao lưu cùng người hâm mộ qua những buổi livestream. Bản đi một thời gian, hiếm hoi thấy Khởi Mi trở lại sân khấu. Gần đây nhất, mạng xã hội TikTok bỗng lan truyền đoạn clip Khởi Mi cháy hết mình trên sân khấu, khiến không ít khán giả bồi hồi. Ngay lập tức, netizen dần liền quan tâm đến tình trạng hiện tại của Khởi Mi sau nhiều năm vắng bóng khỏi showbiz. Theo đó, nữ ca sĩ Khởi Mi đang tận hưởng cuộc hôn nhân viên mãn kín tiếng với ông xã Vinh Khánh nhiều người bất ngờ trước nhan sắc lão hóa ngược của Khởi Mi. Dù ở ngưỡng U40, Khởi Mi khiến không ít khán giả ngỡ ngàng vì dung mạo trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Giọng ca gửi cho anh sở hữu vóc dáng nuột nà, với thân hình săn chắc và vòng eo con kiến làm khối người ao ước. Từ khi kết hôn vào năm 2017 đến nay cũng đã được 7 năm, nữ ca sĩ nhận nhiều sự quan tâm về chuyện sinh con. Tuy nhiên, Khởi Mi từng cho biết cô và ông xã Kelvin Khánh quyết định không sinh con dừng không khỏi thắc mắc. Cụ thể, nói về việc chào đón thành viên mới năm 2020, vợ chồng khởi mi thẳng thắn, Khánh và Mi đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui, cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp. Sau phát ngôn không sinh con để tận hưởng cuộc sống, cặp đôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên cả hai vẫn không hối hận với quyết định của chính mình. Để chứng minh cho khán giả thấy quyết định của mình là đúng đắn, Khởi Mi và Kelvin Khánh thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đi du lịch cùng nhau và nhan sắc của Khởi Mi được nhận xét là không đổi theo thời gian, thậm chí là ngày càng trẻ trung nhuận sắc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.